C cũng đã để thua trước các thủ Phoenix với tỷ số 0-1. Đó là sự giống nhau của hai đội bóng này. Và lượt đấu thứ hai này thì chắc chắn cả Thiên Khôi và LOC sẽ hướng tới một chiến thắng với LOC với tỷ số 1-0. Như vậy ở sân bên này thì là hai đối thủ đã để thua ở lượt đấu đầu tiên, còn ở sân bên kia là hai đối thủ đã giành chiến thắng ở trong lượt đấu đầu tiên. Đó cũng là sự sắp xếp hết sức thú vị của ban tổ chức. Chúng ta có thể thấy đây là đội hình ra sân của LOC. Đội hình ra sân của LOC ngày hôm nay có số 1 Trương Văn Huy, số 77 Thanh Quý, Quý Đen. Thành phần ra quân của Thiên Khôi cùng có số 31 Nguyễn Đức Dương, số 16 Quang Thịnh, số 19 Trần. Như vậy là đã có tình huống đá phản lưới nhà. Một pha đá phản lưới nhà của các cầu thủ Thiên Khôi. Người đã có một tình huống đá phản lưới nhà đó là số 20 của Thiên Khôi, Thái Minh Hiếu. Với một nỗ lực cứu bóng thì Thái Minh Hiếu đã có một tình huống đá phản lưới nhà. Sẽ có quả đá phạt cho các cầu thủ Thiên Khôi. Đó là một tình huống chơi mất tập trung của các cầu thủ LOC. Pha tổ chức đá phạt rất nhanh. Chúng ta hãy cùng xem lại pha phối hợp rất nhanh này. Một tình huống xử lý rất hay. Nhưng đánh đầu. Pha đánh đầu hơi với của Thái Lan. Trọng tài không cho rằng đó là một tình huống phạm lỗi. Pha chuyền bóng của Quang Tinh không được, đã không thể có bàn thắng cân bằng tỷ số cho các cầu thủ Thiên Khôi. Đường chuyền của Quang Tinh, chúng ta hãy cùng xem lại pha phối hợp này của các cầu thủ Thiên Khôi. Đường chuyền quá tốt của Quang Tinh nhưng cú dứt điểm thì lại không chuẩn xác. Đó là pha dứt điểm của Tính Mười Linh. Đây có lẽ sẽ là tình huống cuối cùng của hiệp 1. Cú treo bóng của Quang Tình không được. Vẫn là những tiếng ồ à tiếc nuối của các cầu thủ Thiên Khôi. Chúng ta hãy cùng xem lại pha treo bóng của Quang Tình. Một pha treo bóng có điểm rơi và cú đánh đầu rất tốt. Mặc dù vậy, thủ thành Trương Văn Huy đã có tình huống bay người cứu thua rất đẹp ở trong pha bóng này. Không được. Trọng tài không cho rằng đó là một lỗi của các cầu thủ Thiên Khôi. Quang Tinh được chuyền sớm đây. Dễ dàng không vào. Cơ hội quá tốt nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với các cầu thủ Thiên Khôi. Thủ thành Trương Văn Huy đã có một pha cứu thua xuất sắc. Và thêm một lần nữa thủ thành của LOC lại nằm ra sân. Đó là một cơ hội không thể ngon ăn hơn của các cầu thủ LOC. Quang Tinh đã làm gần như tất cả trong tình huống vừa rồi. Và đường chuyền sau đó cũng quá tốt của Thái Minh Hiếu. Nhưng Trần Xuân Nghĩa đã không thể đem lại bàn thắng cân bằng tỷ số cho các cầu thủ Thiên Khôi ở một tình huống dứt điểm như thế này. Một tình huống lên tham gia tấn công, cú dứt điểm. Đó là pha dứt điểm của Quý Đen. Quý Đen đã quyết định dứt điểm ở trong tình huống này. Thay vào đó là một pha phối hợp. Ở trong tình huống này nếu đó làm của trận đấu. Không được. Như vậy là trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu của đối đầu giữa Thiên Khôi và LOC.
Tỷ số cuối cùng là 1-0 nghiêng về phía LC.